chúng ta sẽ xem qua một chút cái view của gen team và soi ethereum ở các cái phương pháp gì kể cả soi bnb hay là các cái ios thông qua phân tích kỹ thuật tuy nhiên phi cái phân tích kỹ thuật nó cũng chỉ là một cái xem xem à, sau đó chúng ta sẽ xem các tin tức được hỗ trợ cũng như là đẩy các ai các trí tuệ nhân tạo theo dõi được các cái hành động của elon musk bơm thổi để đẩy cái dòng vốn vào coi market cap đối với ether tôi có một cái điểm mua đó là ở các mức cản chạm tại vùng 1539 mua và đã, đã hồi lên đúng không ạ do vậy đây là cái việc lướt sóng các phương pháp kẻ chúng ta sẽ nhìn thấy được các đáy để tìm về các vùng quá khứ của nó là 1542 1440 1291 và 1033 những người lạc quan thì nói rằng Bitcoin và Ether tăng và Ether sẽ vượt qua 2025. Những người tiêu cực thì nói về 1263 và người ta sẽ chờ mua ở giá dưới 1000 hoặc 1033 và giá để nhắc lại các vùng sập thả đó là 916. tuy nhiên breakout chưa cho phép phá sập vùng 1539 cho nên nó chưa thể đánh thủng được. do vậy chúng ta phải chờ thủng mốc 1547, 1539 mới có thể gì ạ hiểu được nó sẽ về các vùng 1442. do vậy breakout được cho rằng là chúng ta sẽ đo các cái đỉnh các cái đáy để chúng ta kẻ ra một phương pháp phá đỉnh phá đáy và giá sẽ chạm cản để bật lên sau đó là gì đã được hồi xuống khi mà xác lập một cái đỉnh do vậy là gì ạ cái việc phân tích kỹ thuật chúng ta buộc phải theo dõi các cái con sóng để mà giá có thể phá qua các cái mốc đáy ví dụ nó phá qua 1442 chắc chắn nó sẽ cố gắng nó tìm về 1297 Tuy nhiên các vùng này đang được hỗ trợ lên vùng 71731 và chúng ta chờ thêm các tín hiệu tiếp theo trong thời gian tới đối với Ether. Các phân tích của tôi đưa ra các cái nền tảng để chúng ta theo dõi vẫn vào nhóm để được nhận được các cái chiến lược hâu, làm gì chúng ta cũng phải có chiến lược soi đà của ether của bitcoin để xem được các hành động giá này có ảnh hưởng đến coi market cap hay không mà chiến lược hâu nó sẽ có được cái chiến lược tốt hơn trong cái việc lướt sóng. Chúng ta nhìn bitcoin để chúng ta có được cái sự thoái lui cũng như là gom. Ví dụ BNB chúng tôi rất mong muốn có cái việc sập giá dưới 200 để gom, đấy là một trong những chiến lược và người giàu và người nghèo người giàu người ta mong muốn hâu ở các cái giá thấp đó và người ta dình những cái cơ hội đó do vậy là cái việc xem sóng chỉ để làm sao ạ có chiến lược hâu tốt hơn mà thôi